xin lỗi chứ. Mấy ông quản lắm, mấy này mấy ông làm gì? Còn ý thất nghiệp. Chưa có thất nghiệp. Cái là khi mà chẳng hạn như anh nghĩ anh ra anh báo anh cũng chưa có thất nghiệp. Thì trên cái này nó lít xuống là nó sẽ tìm hàng tháng mà anh có làm một công ty nào không. Nó làm là nó cắt quăng luôn, nó không có trả nữa. Mấy cái này nó không tự lấy thông tin từ bảo hiểm xã hội, nó tự liên qua cho rồi thì bắt người ta cứ làm tới.